thương xin nghe điều chính trực, hãy lắng nghe lời con cái nài van. Lạy Chúa, đây tiếng con hằng tha thiết với tấm chân tình nguyện xin. Lạy Chúa, Chúa rất từ tâm. Lạy Chúa, xin lắng tai về bên con, xin đoái thương nhậm lời con. Lạy Chúa, khi thương xót tâm con thọ thế, nhìn chân dung Chúa bao uy hùng, Ngài từ nhân xót thương con cùng. Lòng mong thấy thân nhân. Lạy Chúa, khi thứ con nhìn lên Chúa, nó thoát trong tình Ngài thương.